Theo phân tích các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hành vi điều khiển phương tiện không chú ý quan sát dẫn đến các sai phạm khác như chạy lấn tuyến, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, khi gặp tình huống không xử lý kịp là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn. Những năm gần đây, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra do thiếu chú ý quan sát đang có chiều hướng gia tăng. Việc phải tập trung lái xe khi tham gia giao thông là yêu cầu cơ bản mà ai cũng phải nắm rõ và làm được. Nhưng có không ít trường hợp chủ quan lơ là để rồi gây hậu quả đáng tiếc. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân gây tai nạn giao thông cao nhất là do người điều khiển xe thiếu chú ý quan sát 40 vụ, tiếp đến là người điều khiển đi sai phần đường làn đường 30 vụ. Một số vụ còn lại là do nguyên nhân người điều khiển vi phạm không nhường đường, vi phạm quy định về an toàn giao thông khi chuyển hướng, người điều khiển tránh xe không đúng quy định. Theo các chuyên gia an toàn giao thông, không ít lái xe, nhất là lái xe mô tô, thường thiếu tập trung, thiếu sự chú ý khi điều khiển phương tiện. Họ ít để ý tới tình trạng mặt đường, biển báo hiệu, cọc tiêu, tường lộ lan, vạch kẻ đường và xe đi ngược chiều, nên kém chủ động, khó xử lý chính xác các tình huống đột xuất bất ngờ trên đường, từ đó dẫn đến tai nạn. Một số người khác lại vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, ngủ gật trên đường, thậm chí lơ đễnh, vừa lái xe vừa suy nghĩ. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhỏ nhặt này lại là hiểm họa khôn lường, không chỉ cho bản thân mà còn với người khác. Bởi thực tế cho thấy, khi không chú ý quan sát thì người điều khiển xe có thể đâm vào cột điện, tường rào và người đi bộ và sau xe khác. Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với hành vi không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, người điều khiển xe mô tô xe gắn máy bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Cả hai trường hợp này đều bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm tùy theo hậu quả hoặc mức độ gây thiệt hại về tài sản mà mình gây ra. Và còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Việc thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện là lỗi vi phạm khá phổ biến. Lưu thông trên các tuyến đường đô thị phức tạp, đông xe như hiện nay, đặc biệt là ở đường hai chiều, thì việc thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện rất nguy hiểm. Vì an toàn của bản thân và cộng đồng, cần chấp hành đúng quy tắc khi tham gia giao thông, thận trọng quan sát trước, sau và hai bên, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện. Đừng để phút giây lơ là, mất tập trung, gây va chạm, tai nạn, thiệt mình, hại người.